Súng có thể là vũ khí đem lại nhiều lợi thế trong chiến đấu, nhưng có lẽ với nhiều người thì chuyện vác kiếm đi đánh nhau có vẻ sẽ ngầu hơn nhiều. Do đó, ngay cả những vũ trụ giả tưởng phương Tây như vũ trụ DC cũng có sự xuất hiện của vô số thanh kiếm hùng mạnh. Vậy, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomio. Hãy cùng chúng mình tiếp tục điểm danh những thanh bảo kiếm mạnh nhất DC trong video này nhé. khi phần trình video xin phép cho mình quảng cáo một chút đó chính là nếu những bạn cần những cỗ máy pc cực khỏe cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là gta 6 thì đừng quên tham khảo những bộ pc đang có tại hyperbox pc thương hiệu pc gaming build sẵn được vận hành bởi techspace vn đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh Diomio. còn bây giờ bắt đầu phần chính video thôi xuất hiện trong bộ truyện Superman Wonder Woman. Thanh kiếm ma thuật vốn là bảo khí có hình dáng như một thanh kiếm loại Gladius, được chính tay Hephaestus rèn nên, siêu bền và siêu sắc. Lưỡi kiếm của nó có thể chặn đứng hit vision của Zod, chém kim loại như chém bùn, xuyên thủng cơ thể của gần như bất cứ con quái vật nào, thậm chí có thể rạch mặt Kryptonian mạnh cỡ Phara một cách dễ dàng như cắt miếng đậu phụ. Tuy nhiên, do Superman từng mạo phạm Apollo nên khi anh và Diana chiến đấu với Zod lẫn Phara, Apollo quyết định buff năng lượng mặt trời cho vai phản diện, Nhờ vậy mà Zod và Pharah phản công, đánh bại cả hai rồi quẳng vào một nhà máy hạt nhân để Diana bị tổn thương bởi phóng xạ còn Superman thì không hấp thụ được ánh sáng mặt trời. Để thoát khỏi đó, Superman đã kêu Diana lấy ra thanh kiếm ma thuật sau đó dùng đôi mắt nhìn thấy nguyên tử của mình mà chỉ cho cô đâm thẳng vào cái lò phản ứng. Bằng khả năng dùng kiếm tượng thừa, Diana đã thành công cắt đồng vị Urani-235 dẫn đến việc gây nên một phản ứng phân hạch rồi tạo ra một vụ nổ hạt nhân. May mắn là trong lúc đó, Superman đã kịp thời dùng thân mình bọc lấy Diana để bảo vệ cô. Đồng thời, vụ nổ còn khiến cổng Phantom Zone bị đóng lại, trực tiếp ngăn chặn kế hoạch của Job và Farah kịp thời. Thanh kiếm của Athena xuất hiện trong bộ truyện Diseased, lấy bối cảnh một vũ trụ khác bị tàn phá bởi dịch bệnh zombie. Do tham vọng tìm kiếm Anti-Life của Darkseid, khi Superman trở thành zombie và bắt đầu hủy diệt nhân loại, những thành viên còn sót lại của Justice League đã họp lại với nhau nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất. Đáng tiếc là thú vũ khí bằng Kryptonite mà Batman để lại đã không còn hữu dụng đối với Superman hiện tại nữa. Tuy nhiên, Batman không phải là kẻ duy nhất có thể chống lại bạn bè mà còn cả Wonder Woman. Để tạo nên một thứ vũ khí mới, cô đã tới lò rèn trong pháo đài cô độc của Superman nhằm rèn nên một viên Kryptonian của Damian Way vào thanh kiếm nữ thần Athena. Nhờ vậy, thứ vũ khí này kết hợp với Kryptonite và phép thuật và trình nó đã giúp Diana dễ dàng cắt đi cánh tay của Superman lẫn đâm xuyên qua người anh chỉ với hai đòn duy nhất. Mặc dù hoàn toàn có thể tiêu diệt Superman một cách dễ dàng, nhưng đáng tiếc là Diana đã không gặp may. Cô nhanh chóng thất thủ và bị Superman hạ gục. Cuối cùng, cô cũng phải chịu chung số phận trở thành thây ma. God Killer là một trong những thanh gươm được coi là mạnh nhất vũ trụ DC, được rèn ra bởi thần thợ rèn Hephaestus với mục đích duy nhất là để trừng phạt những vị thần mà hội đồng tối cao Olympus nhận thấy là mối nguy hại. Nó lần đầu xuất hiện trong tập truyện Deathstroke năm 2014 số thứ 7 khi Hephaestus giao nó cho Slade Wilson cùng với một bản hợp đồng đáng ra không nên giao cho phàm nhân đó là tiêu diệt Lafitus, một vị thần Titan. God Killer là một trong những vũ khí mang nhiều đặc tính kỳ lạ nhất. Đầu tiên, khác với những vũ khí thông thường, thanh gươm có tư duy riêng của nó. Nó có thể phản ứng với cảm xúc và ý chí của người sử dụng, đẩy nhanh suy nghĩ và phản ứng của họ, tăng cường sát ý, dẫn dắt người dùng tới nơi họ muốn đến, thậm chí là tự di chuyển và chiến đấu với địch nhân, dẫn tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thực sự. Khi Deathstroke bày tỏ ý muốn báo thù, thanh gươm trở nên cuồng nộ và khát máu kẻ thù hơn bao giờ hết. Vì lý do đó, một cảnh nghiệp dư sẽ bị nó điều khiển ngược lại. May thay, Stroke là sát thủ mạnh mẽ nhất thế giới, có thể trở thành một trong số ít nhân loại có thể làm chủ được món vũ khí này. Theo mô tả, Godkiller luôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, thể hiện được sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa bên trong nó, một sức mạnh đủ để tiêu diệt một vị thần chỉ với một nhát chém. Nó cường hóa sức mạnh thể chất cho người sử dụng, có thể giải phóng nguồn năng lượng bên trong, tạo nên một vụ nổ năng lượng hủy diệt kẻ địch ở xung quanh, hấp thụ và chuyển hướng bất cứ năng lượng nào được giải phóng với sức phản đòn mạnh gấp đôi, kể cả khi đối thủ là một Cryptonian hay một vị thần. Bên cạnh đó, nó cũng có thể gợi lại ký ức của chính vị thần đối mặt với nó, đồng thời hiện thực hóa nó để quấy nhiễu kẻ thù. Nhờ vào đó, người dùng có thể thấu hiểu được cảm xúc của họ. Điểm lợi hại nhất của God Killer là khả năng thay đổi hình dạng vật lý và trọng lượng liên tục khi ở trong tay người sử dụng, tức là nó có thể thay đổi thành bất cứ loại vũ khí nào tùy theo ý thích của họ. Ở dạng bình thường, nó trông như một thanh gươm dài, nhưng nó có thể biến thành dạng vũ khí khác nhau như, như một cây côn, song đao, trường kiếm hoặc Card of Night Tails, một loại roi da với 9 giây để giết người thậm chí nó còn có thể ẩn giấu sức mạnh bên trong nó như khi được đặt vào trong nhà tù giam giữ Ares trong nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường là bao chính vì sự linh hoạt đó nó sẽ có khả năng tự cải tổ nếu bị vỡ hoặc gãy với năng lực này nó có thể giúp người dùng thích ứng với được hoàn cảnh trận chiến những kẻ có khả năng sử dụng đa dạng vũ khí như Deathstroke dĩ nhiên là thích hợp nhất bởi tư duy chiến đấu của hắn rất cao đối với God Killer mọi quái vật quỷ dữ siêu chiến binh đều chẳng khác gì cỏ rác chỉ với một cú chém nó đều có thể lấy mạng bất cứ vị thần nào từ Iris Laphrodite Aphrodite cho tới cắt đôi cây thương thần thánh của Lafayette và xuyên thủng trái tim hắn. Ở đa vũ trụ tối, Batman the Merciless đã dùng thanh God Killer ở vũ trụ của hắn để trừ khử toàn bộ thần Olympus, tàn sát vô số phàm nhân và thậm chí là diệt sạch những nữ chiến binh tộc Amazon trên đảo thiên đường. Tuy nhiên, trong sự kiện đối mặt với Lafayette, Do Hephaestus đã cả nhiệm vụ cho nó phải tập trung kết liễu thần Titan, nên khi đấu với Wonder Woman và Superman thì Deathstroke chỉ có thể duy trì trận chiến trong một thời gian ngắn. Nếu không vì hạn chế đó và vì Slade muốn nâng tay, Superman và Wonder Woman có lẽ đã chết rồi. Nếu phe Pantheon trên đỉnh Olympus có vũ khí diệt thần là God Killer, thì phe Titan cũng chẳng hề kém cạnh. Thanh gươm này có tên là chớp sáng, được sở hữu bởi nữ thần báo thủ Nemesis, với thanh gươm này cùng sức mạnh của bản thân, Nemesis gây gầm đến mức mà các Olympian đều không dám công khai chống lại bà mà phải dựa vào năng lực của Wonder Woman. Flashing Blade sở hữu năng lượng cường đại, có thể đâm xuyên mọi thứ từ da thịt của thần thánh cho đến Kryptonian cho Superman. Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng có vẻ như chính thanh gươm này đã giúp Nemesis cướp đi con người cũ của Diana chứ không phải nhờ năng lực của chính bà ta. Nói cách khác, thanh gươm này có quyền năng cướp đoạt hình dạng và sức mạnh của người khác về cho chủ nhân của nó. Trong tập truyện Wonder Woman số 614, việc Diana hấp thụ con người cũ của mình đã giúp cô có được sức mạnh để đấu lại Nemesis để ngăn chặn bà ta mãi mãi. Cô đã dùng chính thanh gươm chớp sáng để tiêu diệt Nemesis, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là kế hoạch để cô phải nhận lấy cơn cuồng nộ và nghĩa vụ của bà ta. Vì không muốn trở thành Nemesis thứ hai, cô đã bẻ gãy thanh gươm này và kể từ đó thì nó không trở lại nữa. Cách đây hơn một thiên niên kỷ trước, đức vua của chiều không gian Myra và pháp sư Farben đã trao hai món bảo vật cho hai chiến binh hùng mạnh nhất của họ cụ thể là chùy sương mù cho Brom và thanh kiếm màn đêm cho Natch. Do đó mà sau này, thanh bảo kiếm đó chỉ có thể được nâng và sử dụng bởi hậu duệ của Natch để rồi sau cùng thuộc về Jim Rook hay còn được biết đến dưới danh nghĩa siêu anh hùng Night Master. Theo tập truyện Shadow Pack số thứ 12, linh hồn của người dùng trước đó là cha của Jim Rook đã trú ngụ bên trong thanh kiếm màn đêm và trở thành người dẫn đường chỉ lối cho con trai mình. Thanh kiếm này có rất nhiều năng lực đặc biệt, bao gồm khả năng cảnh báo nguy hiểm cho chủ nhân và buộc đối tượng phải nói ra sự thật, tương tự như thằng lọng của Wonder Woman, hóa giải mọi ảo ảnh mà nó chạm vào, thậm chí có thể tự chiến đấu và có nhiều thuộc tính ma thuật khác như dịch chuyển hay tạo ra các bản sao của chính nó. Nhờ thanh kiếm và kỹ năng chiến đấu, Night Master có thể tiêu diệt được những sinh vật huyền bí và các đối thủ sở hữu siêu sức mạnh. Thanh kiếm màn đêm còn phát ra thứ hào quang kỳ lạ có thể chống lão hóa, giúp chủ nhân phục hồi vết thương. Về cơ bản, khi còn giữ thanh kiếm thì chủ nhân của nó sẽ sống lâu hơn, dù không thể bảo toàn mạng sống của họ nếu vết thương quá nặng. All Blade xuất hiện lần đầu trong tập truyện Red Hood and the Outlaw số thứ 4 là vũ khí thần bí được sở hữu bởi All Case, một nhóm võ tăng ẩn náu tại Chamber of All, một địa điểm bí ẩn tại dãy Himalaya. Cố thủ lĩnh của họ là Dukra, một bà cụ hơn 3.000 tuổi, vốn là thành viên của Untitled, gia tộc cổ xưa bị chiếm hữu bởi kẻ ác tuyệt đối từ giếng đại tội, hồ Lazarus đầu tiên trên thế giới. Vì Dukra muốn chống lại thứ sức mạnh hắc ám này, Untitled mới coi bà và All Case nói chung là kẻ thù không đội trời chung. Trong quá khứ, hội OK đã đảm nhận việc huấn luyện Jason Todd theo lời giới thiệu của Talia Agu khi anh được hồi sinh nhờ hồ Lazarus. Vậy nên, về cơ bản thì Jason vừa là đệ tử cũng là vừa là thành viên của hội võ tăng này, thậm chí còn có mối quan hệ thân mật với con gái của Duqua là Essence. Tuy nhiên, khi anh rời khỏi Chamber of War sau một khoảng thời gian, gia tộc Untitled đã phá vỡ thỏa thuận đình chiến trong 100 năm và tàn sát toàn bộ hội Ok Do đó, Jason mới trở thành người thừa kế Allblade để có thể báo thù cho những cổ nhân và diệt sạch gia tộc tàn ác này. Chúng có hình dạng là một bộ song kiếm có lưỡi bằng đồng, được thiết kế và tiêu diệt các mối đe họa dính đến phép thuật như các bùa chú, ao ảnh, ma thuật, sinh vật huyền bí hay ma quỷ. Thông thường, chúng chỉ có thể được triệu hồi khi có sự hiện diện của cái ác tuyệt đối và chúng cũng không hề bất hoại. Do đó mà trong Red Hood and the Outlaws số thứ 7, Essen đã có thể dùng sức mạnh bóng tối phá hủy chúng, điều mà Jason từng nghĩ là không thể, Tuy nhiên trong chương 27 thì sau khi thực sự lĩnh hội lời dạy của All Case, Jason Todd đã truy cập được tới All Blade thật sự và có thể triệu gọi chúng tùy ý trong lúc chiến đấu. All Blade hấp tụ năng lượng từ linh hồn của chính người dùng và họ có thể tự cường hóa nó bằng chính huyết lực của mình. Nhìn chung, dù rất mạnh nhưng thanh kiếm này là vô cùng nguy hiểm, kể cả đối với chính bản thân người sử dụng, thậm chí còn chứa một điểm yếu lớn là không thể phát huy sức mạnh khi chém từ không liên quan đến phép thuật. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ, với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy, thì đừng quên ghé Techspace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus cho Core 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả, cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp back to school. Và trên đây là danh sách những thanh bảo kiếm mạnh nhất vũ trụ DC, nếu yêu thích video này, các bạn hãy like, share và subscribe để học những video tiếp theo của Mio. Xin chào và hẹn gặp lại, rất sớm thôi.